Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây trang trí như thế này nhá. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi. Cứ nổ lên trang. Và bây giờ thì mình sẽ cho keo vào để mình đính lên nhé. Đây mình đặt sợi dây vào đây. Rồi bắt đầu mình áp cái mặt còn lại lên. Người ép chặt tay cho nó dính chắc nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dán cái phần còn lại. Mình phải cắt cái đoạn dây này sao cho lúc mà mình gập xuống thì mình sẽ được một cái sợi dây treo như này nhé. Đây, mình cắt ở chỗ này. Đầu còn lại mình móc thành dây treo mà. Mình cũng cho một chút keo để dính cố định. Sau đó thì mọi người gập cho mình. Đây, mọi người gập đường này xuống. Đó, rồi mọi người áp lên. Áp chặt tay cho nó dính chắc nhé. Đây mình sẽ được thành cái sợi dây như này, rất xinh đúng không mọi người? Bây giờ thì mình sẽ dán kín lại. Đây, đây là chỗ hở này. Bây giờ mình sẽ dán kín keo vào. Đó, mọi người ép cho nó dính chắc nhé. Bây giờ thì mình làm tương tự cái bên này. Rồi mình đã được một cái sợi dây xinh xắn như này rồi mọi người. Đấy, mình chưa đính cái hình trái tim còn lại vào mà đã rất là xinh rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình đính trái tim này vào nhé. Đấy, mọi người đính vào chính giữa. Bây giờ thì sẽ cho keo vào. Mặt lên keo. Để áp cái nửa còn lại kia. Rồi bây giờ mình áp người này vào. Đó, mọi người thấy xinh chưa? Bây giờ thì mình sẽ giật những cái phần keo dư ra nhé. Mình sẽ thêm một số cái đường trang trí cho nó. Đây mình sẽ sử dụng cái phần màu xanh đậm này. Mình sẽ sử dụng dập lỗ này. Mình dập một chút cái đồ trang trí. Dập lỗ này mình chuẩn bị từ đầu đó mọi người. Mình đổ ra để sử dụng nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đính nhé. Mọi người có thể sử dụng các màu sắc khác nhé. Ở đây mình chỉ dùng hai màu chủ đạo thôi. Còn nếu mọi người thích nhiều màu sắc hơn thì mọi người phối thêm màu cũng rất là đẹp.
Đấy, ví dụ như ở đây mọi người dùng màu bạc cũng rất là xinh, rất là nổi luôn nhé. Đây, mình sẽ dán trang trí như thế này, xinh hơn mọi người. Đấy, mọi người treo lên. Đấy, đây mình dán mặt sau cũng tương tự như vậy. Rồi, mình thấy rất là xinh đấy. Mình sẽ dừng nhé, mình không trang trí thêm gì nữa. Bây giờ mình sẽ dọn những cái này đi. Đây, bây giờ mình sẽ giật những cái sợi keo nó còn bám trên này ra nhé. Mọi người cho hết keo ra, xong thì mọi người phải phủi đi luôn, không thì nó sẽ lại dính lại ở trên cái dây treo của mình. Mọi người rửa xong, mọi người phủi đi luôn cho mình. Rồi, đây là cái dây treo sau khi mình làm xong này, nó sẽ có cái mắc như thế này đấy. Khi mà gặp gió nó sẽ xoay qua xoay lại, nhưng mà cả hai mặt đều rất đẹp. Hai mặt mình làm y như nhau luôn, nên mọi người không sợ là một mặt nó xấu đâu nhé. Đấy, mọi người để treo thoải mái luôn. Đây, đây là cái mình hướng dẫn mọi người cách phối màu và trang trí này. Thì mọi người có thể tham khảo cách làm của mình để làm những cái dây treo thật là dễ thương nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye! Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí hình thoi như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi. Đó, mọi người ép chặt vào. Đấy, bây giờ thì cái này của mình nó đã ép chặt vào nhau, nó không bị tuột ra nha mọi người. Đấy, nó có một cái miếng phẳng như này. Hai mặt đều rất là xinh. Bây giờ thì mình sẽ dán cái miếng màu đỏ lên nhé. Đây, mình dán lên. Rồi mọi người ấn chặt nhá, để cho nó được dính chắc xuống. Đó, mọi người xinh không? Phối màu vào rất là xinh. Đây mình treo như này. Bây giờ mình làm tương tự ở bên này nhá. Thì ở đây mình phối màu đỏ, mọi người cũng có thể sử dụng các màu sắc khác. Mọi người thích mọi người phối vào. Ví dụ như là dùng màu vàng này, màu bạc gì đó, rất là đẹp, rất là hợp với mọi người. Hoặc là dùng các cái tông xanh nhạt hơn vào. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình dán ở giữa.